Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vấn đề nhân quyền thường bị bỏ qua khi các hãng công nghệ lớn đầu tư vào Việt Nam Ngày 5 tháng 10, AFA tiếng Việt cho hay Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đối mặt với các quan ngại về nhân quyền khi đầu tư vào Việt Nam Theo đó, tập đoàn công nghệ lớn Meta hồi tuần này đã tuyên bố sẽ sản xuất thiết bị kính thực tế ảo tại Việt Nam tạo ra khoảng 1.000 việc làm nhưng công ty mẹ của Facebook lại không hề nhắc tới vấn đề tự do ngôn luận. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết Chủ tịch phụ trách quan hệ đối ngoại toàn cầu của Meta, Nick Clegg, đã có mặt ở Hà Nội vào thứ Hai, 30 tháng 9, gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Clegg cũng đã gặp Chủ tịch Tổng bí thư Tô Lâm hồi cuối tháng 9, có nghĩa là ông đã có các thảo luận với những người nắm ba vị trí cao nhất trong tứ trụ theo afa hãng meta cho biết các cuộc gặp của ông thác nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự ủng hộ phát triển của việt nam hướng đến là một nền kinh tế số hàng đầu ở khu vực đông nam á nhưng không hề có một nhận xét nào từ hãng công nghệ chuyên về mạng xã hội liên quan đến liệu ông Clegg có thảo luận với lãnh đạo Việt Nam về bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến của hơn 75 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam. AFA nêu một ví dụ, hồi tháng 8 vừa qua, một Facebooker là Lê Phú Tuân đã bị kết án 4 năm 8 tháng tù chỉ vì đăng 21 video lên Facebook. Viện Kiểm sát cáo buộc rằng nội dung các video là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích, quyền và lợi ích của nhà nước, các tổ chức và các cá nhân. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức về lao động và nhân quyền châu Á, cho biết một điều tra nhanh về hơn 160 tù chính trị ở Việt Nam sẽ cho thấy rằng hầu như tất cả họ bị bỏ tù một phần vì những gì họ viết trên mạng, đặc biệt là Facebook. Nhưng rõ ràng là điều này không có nghĩa lý gì với Meta. Hình ảnh thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Clark tại Hà Nội hôm 30 tháng 9, AFA cũng cho biết Meta cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của tự do bày tỏ ý kiến và tạo điều kiện cho con người được quyền bày tỏ ý kiến của mình tự do nhất có thể. Mặc dù các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích Meta trong việc giới hạn các nội dung đăng trên Facebook khi phải đối mặt với sức ép từ các chính phủ độc tài. Meta nói rằng công ty có một quá trình để hồi đáp các yêu cầu của chính phủ và hãng xem xét các chính sách của công ty cùng với luật nội địa và các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Vẫn theo AFA, lãnh đạo cao cấp của Việt Nam ông Tô Lâm cũng đã gặp lãnh đạo của Google tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua nhưng không có thông tin xác nhận nào trên truyền thông rằng Google sẽ xây dựng siêu trung tâm dữ liệu gần Sài Gòn. AFA dẫn truyền thông nhà nước đưa tin về cuộc gặp của Tổng bí thư Tô Lâm với Phó Chủ tịch Google, phụ trách quan hệ với chính phủ và chính sách công chúng tại New York. Theo đó, Phó Chủ tịch Google Karen Batia đã đưa ra ý kiến về việc mở văn phòng của Google tại Sài Gòn về việc sản xuất điện thoại cùng các phụ kiện ở đó là bằng chứng về cam kết đối tác của hãng với Việt Nam. Tuy nhiên, AFA cho biết thêm hiện Google chưa đưa ra bình luận gì về khả năng hãng có xây dựng trung tâm dữ liệu ở Việt Nam hay không. Và hãng cũng chưa có phản hồi đối với các câu hỏi về việc Việt Nam bỏ tù những người sử dụng YouTube vì đưa các nội dung bị coi là chỉ trích chính phủ. Ông Robinson nhận xét, Việt Nam đã trở thành quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong ASEAN chỉ sau Myanmar đang có chiến tranh. Việt Nam đã hoàn thiện mô hình vi phạm nhân quyền của các doanh nghiệp phương Tây bắt tay với chế độ độc tài, độc đảng, tàn bạo và Tô Lâm sẽ chủ trì thỏa thuận này bằng nắm đấm sắt. Các nước lên án hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông Ngay 5 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay Mỹ, EU, Philippines quan ngại về hành động của Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Theo đó, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Philippines vừa đưa ra những tuyên bố lên án vụ tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cá của người dân Việt Nam khiến 10 người bị thương giữa lúc Washington và các đồng minh cam kết tăng cường an ninh hàng hải ở khu vực. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn trang X của ông Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, viết hôm 3 tháng 10. Mỹ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về hành động nguy hiểm của các tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc Đối với tàu cá Việt Nam quanh quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành vi nguy hiểm và gây bất ổn ở biển Đông. Vì vậy cho biết, cũng hôm 3 tháng 10, phái đoàn Liên hiệp Châu Âu EU tại Việt Nam cũng cho rằng cần phải duy trì và tôn trọng mọi lúc mọi nơi hiến trường liên hiệp quốc, công ước liên hiệp quốc về luật biển inclose và các chuẩn mực quốc tế khác liên quan đến sự an toàn cho tính mạng con người trên biển. Về quầy dẫn phát biểu của phái đoàn EU, EU lên án mọi hành động phi pháp leo thang và cưỡng ép làm suy yếu các nguyên tắc kể trên của luật pháp quốc tế, cũng như đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Bên cạnh đó, về quầy dẫn tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia Philippines ông Eduardo M. Ano ngày 4 tháng 10. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực và bất hợp pháp của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đối với người dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9. Chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong việc tố cáo hành động nghiêm trọng này và kêu gọi về trách nhiệm giải trình. Trung Quốc phải tuân thủ luật hàng hải quốc tế và chấm dứt mọi hoạt động thù địch gây nguy hiểm đến tính mạng, sinh kế của các thủy thủ dân sự, Bộ trưởng Ano nói. Hình ảnh các ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi 95739 TS bị tấn công ở gần quần đảo Hoàng Sa. VOA cũng cho biết trước đó hôm 2 tháng 10, chính quyền Việt Nam mạnh mẽ phản đối việc lực lượng chấp pháp Trung Quốc đánh bị thương ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền, nhưng đã bị Bắc Kinh chiếm đóng và quản lý hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, theo VOA, Trung Quốc phủ nhận việc lực lượng của họ đã tiếp cận mạnh tay để ngăn chặn tàu thuyền Việt Nam hoạt động trong vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. VOA nhắc lại hôm 1 tháng 10, một hãng tin quốc tế đã loan tin rằng phía Trung Quốc cho biết cơ quan chức năng của họ đã ngăn chặn các tàu đánh cá Việt Nam đang đánh bắt trái phép. Bắc Kinh nói các hoạt động tại chỗ rất chuyên nghiệp và hạn chế và không có việc xảy ra thương tích giới quan sát nhận định rằng cộng đồng quốc tế cần lên án hành động tàn ác của lực lượng chấp pháp Trung Quốc gọi đó là hành động tấn công vô cớ đánh đập cướp tài sản phi pháp đồng thời kêu gọi cần có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu những hành động như vậy về quay dẫn nhận xét của ông Nguyễn Sơn Hà từ Pháp cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ, EU, Philippines cùng lên tiếng vấn đề Biển Đông xảy ra từ lâu lắm rồi. Nhưng này các nước cùng lên tiếng để hỗ trợ Việt Nam. Nhờ sự can thiệp hay lên tiếng của Hoa Kỳ, EU thì Trung Quốc có thể sẽ bớt đi sự hung hăng hay bắt nạt. Vẫn theo VOA, Hoa Kỳ không có yêu sách gì ở vùng biển tranh chấp nhưng đã triển khai tàu hải quân và máy bay chiến đấu của không quân để tuần tra vùng biển này nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không. Philippines và các đồng minh khác của Hoa Kỳ trong khối EU cũng cam kết thực hiện một chính sách ấn độ dương thái bình dương thông thoáng rộng mở do Washington dẫn đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ là chớ can thiệp vào những gì nước này cho là tranh chấp thuần túy ở châu Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Đ với bản tin các nước lên án hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.